Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá vì vụ tấn công quy mô lớn bằng tên lửa vào nước này tối ngày 1 tháng 10. Phát biểu sau cuộc họp với nội các an ninh Israel đêm ngày 1 tháng 10, ông Netanyahu quả quyết, việc Iran phóng 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel đã thất bại do hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới của nước này đã ngăn chặn chúng thành công. Theo hãng tin CNN, ông Netanyahu chúc mừng lực lượng phòng vệ Israel IDF vì thành tích ấn tượng, đồng thời gửi lời cảm ơn Mỹ vì đã hỗ trợ nỗ lực phòng thủ của đất nước ông. Thủ tướng Israel nói, Iran đã phạm một sai lầm lớn vào tối ngày 1 tháng 10 và họ sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả đũa kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tuân thủ quy tắc mình đã đặt ra. Bất kỳ ai tấn công chúng tôi sẽ tập kích lại. Hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn một tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran nhấn mạnh, vụ tấn công vừa qua do Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo IRGC tiến hành, dưới sự hậu thuẫn của quân đội và Bộ Quốc phòng Iran là quyền hợp pháp của nước này nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Israel. Bộ Tổng tham mưu Iran khuyến cáo, chúng tôi muốn cảnh báo rằng nếu Israel trả đũa, họ sẽ phải chứng kiến sự phá hủy cơ sở hạ tầng của mình tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine trên quy mô lớn và toàn diện. Nếu các quốc gia ủng hộ Israel, bao gồm cả Mỹ, can thiệp trực tiếp vào việc xâm phạm và tập kích Iran, các trung tâm và lợi ích của họ trên khắp Trung Đông sẽ đồng thời phải đối mặt với những vụ tấn công quyết định của các lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã đăng đàn trên mạng xã hội X khẳng định vụ tấn công tên lửa vào Israel nhằm bảo vệ các lợi ích và công dân của Iran, và đó mới chỉ là một phần sức mạnh của Iran. Ông Pezeshkian nói thêm, hãy để Thủ tướng Israel Netanyahu biết rằng Iran không hiếu chiến, nhưng kiên quyết chống lại mọi mối đe dọa, đừng tham gia vào xung đột với Iran. Trong một thông điệp riêng rẽ trên mạng xã hội X, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cũng đe dọa bằng tiếng Do Thái rằng Tehran có thể giáng đòn đáp trả Israel mạnh mẽ và gây đau đớn hơn. Ông Khamenei cũng đăng tải một bức ảnh minh họa về một kho vũ khí ngầm đồ sộ của Iran và bày tỏ tin tưởng Tehran đã cận kề chiến thắng. Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran đã thực hiện quyền tự vệ chống lại Israel và hành động của họ sẽ kết thúc trừ khi chế độ Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm. Ngày 1 tháng 10, Tehran đã phóng một loạt tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ sát hại một số thủ lĩnh của các nhóm vũ trang thân Iran. Ngoại trưởng Iran cho biết, hành động của Iran đối với Israel diễn ra sau khi thực hiện sự kiểm chế to lớn để tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn ở Gaza. Ông Araghchi phát biểu, hành động của chúng tôi sẽ kết thúc trừ khi chế độ Israel quyết định khiêu khích trả đũa thêm. Trong trường hợp đó, phản ứng của chúng tôi sẽ mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực hiện hành động có ý nghĩa để ngăn chặn các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực. Trong 3 ngày, kể từ khi Israel ám sát lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah, Tel Aviv đã tận dụng ưu thế vượt trội trên không để thực hiện hàng loạt đòn không kích vào Liban. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích liên tiếp, Israel có vẻ đã sẵn sàng chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc xung đột. Một chiến dịch trên bộ đưa quân đội Israel vào khu vực phía nam Liban do Hezbollah kiểm soát. Trang thiết bị và các đơn vị chiến đấu hạng nặng đã được triển khai tới miền bắc Israel từ cuối tuần trước. Theo nguồn tin thân cận, trong những ngày gần đây, lực lượng Israel cũng đã tiến hành các cuộc đột kích quy mô nhỏ nhằm vào các trận địa pháo và cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Liban, đồng thời thu thập thông tin tình báo để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant thông báo với các thị trưởng miền Bắc Israel vào ngày đầu tuần rằng bước tiếp theo trong cuộc chiến chống lại Hezbollah sẽ bắt đầu sớm. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giúp thay đổi tình hình an ninh và cho phép chúng tôi hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất của cuộc chiến, đưa người dân trở về nhà của họ. Israel từ lâu đã khẳng định rằng một trong những mục tiêu chính của họ là đưa khoảng 60.000 người dân, những người đã buộc phải di tản do các cuộc tấn công tên lửa của Hezbollah bắt đầu sau khi nhóm này hỗ trợ Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, quay trở về nhà của họ. Trong suốt năm qua, các quan chức Israel cho biết họ muốn giải quyết vấn đề này bằng con đường ngoại giao, nhưng cũng đã đe dọa sẽ sử dụng sức mạnh quân sự khi căng thẳng leo thang với những tuyên bố cứng rắn. Ngay sau khi Hezbollah bắt đầu tấn công Israel vào năm 2023, Mỹ đã thuyết phục Israel không tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu vào tổ chức này nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng. Trong 12 tháng qua, lực lượng Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bằng lực lượng không quân và pháo binh nhằm vào miền nam Liban, buộc hơn 110.000 người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra thiệt hại lớn trên toàn khu vực biên giới phía nam. Rạng sáng ngày 1 tháng 10, Israel đã thực hiện chiến dịch trên bộ, đẩy khu vực vào tình trạng căng thẳng tột độ
khi đối mặt với câu hỏi liệu Israel sẽ tiến xa đến đâu trong cuộc đối đầu với Iran và các đồng minh, và liệu họ sẽ dừng lại ở điểm nào. Jacob Amitro, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và là nghiên cứu viên tại Viện An ninh Quốc gia Do Thái Washington, cho biết sau 11 tháng giao tranh tại Gaza, quân đội Israel có phần mệt mỏi và do đó ít có khả năng tiến hành một chiến sự quy mô như đã thực hiện với Hamas. Thay vào đó, ông cho rằng các hoạt động của Israel có thể tập trung vào việc đẩy lực lượng Hezbollah về phía bắc sông Litani của Liban, theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc được thông qua sau cuộc chiến gần đây nhất giữa Israel và Hezbollah vào năm 2006 và làm suy giảm sức mạnh hỏa lực của lực lượng này. Đến mức sau cuộc chiến, chúng tôi có thể tiếp tục phá hủy cơ sở của họ và ngăn chặn dòng chảy của các hệ thống vũ khí từ Syria vào Liban. Itamaya, cựu phó giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia Israel cho rằng, trong khi Israel khó có thể tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn vào Liban vì cái giá phải trả sẽ quá cao so với những gì chúng tôi sẵn sàng chấp nhận, họ có thể thực hiện các chiến dịch gần biên giới để đối phó với mối đe dọa từ tên lửa chống tăng của Hezbollah. Ông nói, tôi nghĩ rằng có khả năng Israel sẽ cố gắng kiểm soát một số điểm dọc theo đường phân giới để đảm bảo rằng ít nhất một số ngôi làng của chúng tôi không chịu hỏa lực trực tiếp tới Hezbollah. Điều này dễ thực hiện hơn ở phía tây biên giới Israel và Liban, nhưng khó khăn hơn ở khu vực Metula do địa hình. Ông Netanyahu tin rằng, việc nắm giữ lãnh thổ Liban khi thỏa thuận ngừng bắn được thực hiện sẽ tạo ra nhiều lựa chọn cho Israel trong các cuộc đàm phán về hiện trạng mới. Một người từng làm việc với ông Netanyahu cho biết, việc này sẽ tạo ra lợi thế cho chúng tôi. Nó cũng cho Hezbollah lý do để chấp nhận một thỏa thuận. Theo đó, họ vẫn giữ vị trí ở phía bắc sông Litani. Bằng cách này, họ có thể nói rằng họ đã ép Israel rời khỏi lãnh thổ Liban mà không cần phải quay trở lại. Điều này sẽ tạo ra đòn bẩy chính trị cho chúng tôi trong các cuộc đàm phán. Các quan chức thừa nhận rằng một chiến dịch trên bộ ở Liban sẽ mang lại vô số rủi ro. Ngay cả khi họ chỉ tiến hành một chiến dịch có giới hạn, lực lượng Israel có thể bị kéo vào một cuộc giao tranh kéo dài tại khu vực, nơi các chiến binh của Hezbollah rất thông thạo địa hình. Trong khi đó, lợi thế về công nghệ và tình báo của Israel ít có tác dụng. Chiến dịch mới của Israel cũng làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp với Iran. Quốc gia đã dành nhiều năm để xây dựng lực lượng cho Hezbollah và coi tổ chức này là trung tâm của liên minh kháng chiến mà họ đã thiết lập để đối đầu với Israel. Bộ Quốc phòng Syria cho biết, quân đội Israel đã dùng máy bay không người lái UAV và tiêm kích oanh tạc thủ đô Damas lúc rạng sáng ngày 1 tháng 10, khiến 9 người tử vong. Theo Bộ Quốc phòng Syria, các cuộc không kích của Israel vào Damas bắt đầu vào lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 10, từ hướng cao nguyên Golan nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Tel Aviv. Các hệ thống phòng không địa phương đã được kích hoạt để bắn chặn tên lửa và UAV thù địch. Hãng thông tấn quốc gia Syria Sana trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho hay, dù bắn hạ thành công hầu hết UAV, nhưng vụ không kích của Israel đã khiến 3 dân thường nước này thiệt mạng và 6 người khác bị thương. Hãng thông tấn Al-Mayadeen cũng đưa tin, nhà báo Safa Ahmad, một người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Syria, đã thiệt mạng cùng với 2 người khác trong vụ oanh tạc của không quân Israel vào khu dân cư Mojai ở Damas lúc rạng sáng. Các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực dập tắt hỏa hoạn xảy ra trên mặt đất. Khi được hỏi về diễn biến trên, quân đội Israel nói họ sẽ không bình luận về các thông tin do truyền thông nước ngoài đăng tải. Trong diễn biến khác, theo đài CNN, các quan chức Israel đang nỗ lực mô tả chiến dịch tấn công trên bộ vào miền nam Liban của quân đội nước này có phạm vi hạn chế. Họ quả quyết sẽ không có sự chiếm đóng lâu dài, nhưng từ chối nêu rõ việc binh lính Israel sẽ tiến sâu đến đâu vào nước láng giềng hoặc chiến dịch dự kiến sẽ kéo dài trong bao lâu. Các quan chức Israel cũng nhấn mạnh, quân Tel Aviv sẽ tập trung vào việc loại bỏ những mối đe dọa trước mắt khỏi các ngôi làng Liban ở dọc biên giới giữa hai nước, bao gồm cả khả năng xâm nhập miền bắc Israel của Hezbollah. Theo báo Time of Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo phát động chiến dịch tấn công có khoanh vùng mục tiêu trên bộ, giới hạn cả về phạm vi và thời gian ở miền nam Liban ngay sau khi nội các an ninh quốc gia phê duyệt giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột với Hezbollah tại cuộc họp đêm muộn 30 tháng 9. Trước đó trong ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã phát biểu trước binh lính nước này ở khu vực gần biên giới với Liban rằng việc loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là một bước rất quan trọng, nhưng không phải là bước cuối cùng. Chúng ta sẽ sử dụng mọi khả năng hiện có. Israel đã triển khai tấn công Gaza, Liban và Syria. Rahman cho biết, chiến dịch trên bộ của Israel có thể là một nỗ lực nhằm đo lường sức mạnh của lực lượng Hezbollah còn lại trước một cuộc tấn công lớn hơn. Israel thường không bình luận về các hành động quân sự của mình ở Syria, nhưng khi nói đến Liban, người Israel nói rằng họ đang tiến hành những cuộc tấn công có mục tiêu và hạn chế vào lãnh thổ Liban. Quân đội Israel cho biết, mục tiêu của họ là các ngôi làng ở phía nam Liban, nơi có mục tiêu của Hezbollah, cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah
và các thành trì khác của Hezbollah. Tại cuộc họp nội các, về cơ bản đã thông qua các kế hoạch này cho quân đội Israel. Nhiều bộ trưởng trong chính phủ đã bày tỏ lo ngại rằng đây chỉ nên là một hoạt động ở quy mô rất nhỏ, vì họ không chắc mình sẽ phải đối mặt với điều gì khi tiến vào lãnh thổ Liban. Al-Jazeera dẫn nguồn tin về các ý kiến của cuộc họp cho biết nó khác với những gì họ phải đối mặt ở Gaza, khác với bờ Tây bị chiếm đóng. Nhưng quân đội Israel đã nói rằng đây là những gì họ cần làm để đạt được mục tiêu của mình, để thay đổi cán cân quyền lực phía Bắc và đưa người Israel trở lại những thị trấn và khu định cư đã sơ tán dọc biên giới. Omar Rahman, thành viên Hội đồng Trung Đông về các vấn đề toàn cầu cho biết, việc Israel triển khai một số lượng hạn chế lính đặc nhiệm vào miền Nam Liban hoàn toàn hợp lý vào thời điểm hiện tại, trước khi có khả năng xảy ra một cuộc tấn công trên bộ toàn diện. Rahman nói với Al Jazeera, ám chỉ đến hai cuộc tấn công Liban trước đó của Israel vào năm 1982 và năm 2006, kết thúc bằng việc rút quân giữa bối cảnh Hezbollah ngày càng gia tăng các cuộc tấn công rằng, rõ ràng Israel sẽ phải mắc sai lầm chết người nếu ngay từ đầu tiến hành một cuộc tấn công trên bộ ồ ạt, xét đến những gì đã xảy ra trong quá khứ khi chống lại Hezbollah. Rahman cho biết, chiến dịch trên bộ của Israel có thể là một nỗ lực nhằm đo lường sức mạnh của lực lượng Hezbollah còn lại trước một cuộc tấn công lớn hơn. Ông Rahman nói, họ đã ném bom toàn bộ miền Nam. Bây giờ, họ đang gửi những lực lượng đặc biệt này, một loại lực lượng viễn chinh để thăm dò và quan sát tình hình, xem xét mức độ kháng cự của Hezbollah trong bối cảnh cả cuộc ném bom và sự hỗn loạn phải tồn tại trong hàng ngũ Hezbollah do hậu quả của các vụ ám sát, vụ sát hại ông Hassan Nasrallah và nhiều lãnh đạo cấp cao. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!